Chào anh em, bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem mấy con tàu sắt nó đang đảo cái ngày nha anh em. Đó, đây mình sẽ quay chiếc mình chụp cũng đang đang đảo cái ngày. Mình không biết mình chụp đảo cái ngày chi ta. Đây thì tàu sắt Hòa Hiệp đang đảo cái ồ anh em ơi. Tàu sắt nhìn đẹp không em? Sắt nhìn mới to ha. Mẫu tàu này nhìn vững vàng là đẹp. Đó, mấy anh em trên tàu đang sinh hoạt anh em. Bên này thì mình sẽ quay một con tàu sắt nữa, nhưng mà tàu này tàu mình chụp. Nhưng mà mình chưa có hiểu ảnh đang chạy quằn quằn tại cái khu vực của ghe tàu mấy anh em mình đang đảo cái ngày. Đây anh sàng lại sát bên ghe mình luôn. Tàu sắt của Phú Yên nha anh em. Đây quay cận cảnh cho anh em xem. Đó, có một số anh em trên tàu thì thấy đang múi cá hình như hồi tối đánh, giờ chắc xuống kho đông hay sao á. Tàu sắt Hai Thịnh, đây trên tàu có dàn lưới rút ngay nè anh em. Đúng rồi, vậy là anh tàu sắt này anh đang đang đảo cá ồ anh em ơi. Hình như tối cá muối trong phi nè, bây giờ muối ra vì khay chắc xuống kho đông. Nó có dàn lưới lúc này bảo phía bên đốc anh em. Mặt trời lên quá đẹp luôn, chu chè nhìn dàn điện của mình chụp thấy ham. Dàn điện này cho bên lưới rút trong sướng anh em. Dàn điện này chắc cũng phải mấy trăm quả, toàn là bóng ngàn rưỡi không. Mặt trời buổi sáng quá đẹp luôn, đang về về có cục cái ồ nổi xét bên ghe mình đó anh em. Đó có một anh ở trước đang quan sát á. Xét bên hông ghe mình luôn. Đây chắc cái lần đầu tiên mình thấy mình chụp mà có cái dàn lưới rút ngày nữa. Đợi xíu nữa mình xem theo dõi thử, mình quay cho anh em xem thử phải anh có dàn lưới rút ngày, anh có bủa lưới không nha anh em. Nó có đúng như cái lời dự đoán của mình không nha. Nhìn mình chụp gọng càng nó to tơ, nhìn vàng thì ớn luôn. Né lái né chỗ khác rồi giờ anh chạy lại sát bên game luôn. Có cục keo ở đây, nãy giờ nó nổi lặng, nổi nó hợp. Rồi chạy qua khỏi sau lái ghe mình, lên ghe chắc bủa lưới quá. Bủa lưới rồi anh em. Đó anh em thấy không, đó bủa cái dàn lưới rút ngày bảo phía bên đốc anh em. Bủa liền phen xuống á, lưới đang chạy có anh đánh phen đánh xuống á. Bủa cái ồ nổi, lần đầu tiên thấy mình chụp bủa cá nổi luôn, làm hai ngờ luôn. Ban đêm đánh mình chụp, ban ngày làm rút ngày. Làm dữ trời.
đó, bủa lưới rê chạy dọc theo hông ghe đó nè, nhìn chắc mình chụp phong phái nhiều phái cái dàn điện của nó. Dàn điện này châm ké giặt lưới rút quýnh để luôn to tơ. Tàu này chắc dài phải 24-26 mét gì đó, chắc tầm 26 mét, chưa tính mấy cái gầm đây. Mấy gầm đây thôi khỏi nói luôn, nhìn mấy cái gầm mình đủ ớn. Rê vô cửa gặp mấy cái gầm này thấy quái luôn. Bữa sao ngừng lại anh em, bữa mới được chưa được nửa lưới nhưng mà ngừng lại. Bây giờ mình đang quay ngược sáng cho nên nó hơi ché mặt trời anh em. Ngừng lại hết bữa lưới anh em ơi. Tàu có số Nimro đẹp quá, ngừng lại hết bữa. Có sự cố gì vậy sao? Bên cạnh có chiếc lưới rút đang bủa lưới, kéo lưới. Hình như anh bủa ké ồ nổi nha, bủa nửa chừng thấy nó hợp cho nên anh ngừng lại kéo lưới ngược lại sao á. Không có chạy cấp giờ nhưng mà anh kéo lưới lại luôn. Nhìn gặm càng mé ơi luôn. Làm ngờ mình chụp này thì nói chung mà mấy anh không đi đảo mò giống như là lưới rút đêm anh em. Chủ yếu trong điện quýnh đánh lưới cả đêm. Có ké vô trong đèn mấy anh chụp lên, dàn điện khủng khiếp luôn. Không đi đảo chạy dò chạy mò giống là mấy anh lưu rút. Vậy nên trên mình chụp thì nó không cần gì phải trang bị radar hoặc là dò nước hoặc là máy chụp rồi nha anh em. Chỉ cần trang bị một cái máy quét thì mình thấy cũng đủ rồi đó. Bởi vì nó đâu có đi tìm ké đánh món giống như lưu rút. Chủ yếu máy quét tìm ra dấu hoặc là nghe chỗ nào có ké thì máy lại máy châm thôi. Thì cái công nghệ điện tử trên tàu mình chụp thì nó đơn sơ hơn tàu lưới rút. Chủ yếu nó thiên về cái dàn điện, còn lưới của mình chụp thì cũng không có gọi là phải bỏ cái nguồn vốn keo giống như lưới của bên lưới rút nha anh em. Đó, giờ mình chạy quanh tàu mình chụp chơi. Hôm bữa có mấy anh em nói thích quay tàu sắt cho nên bữa nay mình quay tàu sắt cho anh em xem nha anh em ơi. Đây là tàu đóng theo nghị định 67 anh em. Bữa nay quay toàn cảnh mấy tàu sắt này quá đẹp luôn. Đây cũng có con tàu sắt đang đảo cá ngày nè anh em. Tàu sắt này thì cũng mẫu mẻ thì cũng giống như tàu mình chụp nhưng mà tàu này làm bên lưới rút nha anh em. Tàu này làm chuyên về lưới rút đó. Trên tàu có ngay cái radar như là cái giò nước, giờ mình thấy cái đe liền ha, như bên dưới có cái dĩa của la bàn và tinh nữa, đỡ phục vụ cho mấy giờ nước đó nha. Đó, tàu sắt này y xì như tàu kia luôn nhưng mà tàu này làm chiên lưới rút, có kẻ dàn sàn luôn. Mấy anh bạn là giờ ngầu ở trước hết, ngầu ở trước xem thử có ké là bủa ngay. Này hôm trước mình có
nói ké ồ, nhưng mà một số anh em thì không không có hiểu ké ồ là ké như thế nào, thì nó thuộc cái dòng cá ngừ nha anh em, thuộc cái dòng cá ngừ. Chỉ có điều nó là một trong các cái loài của cá ngừ đó anh em. Đây quay lại, hồi nãy mình quay nó ngược sáng á, giờ mình quay nó xuôi ánh sáng cho anh em thấy rõ. Tàu sắt quá mới quá đẹp luôn. Mấy anh em trên tàu buổi sáng sinh hoạt xuất miệng rồi đấy, bài bản. Tàu này là sáng hôm nay bố về sẽ quay cho các bạn xem là con tàu sắt.